Bây giờ đến giờ vui vẻ chạy đi xã giao rồi này. Nhắc ngồi uống sữa. Uống sữa rồi luôn. Dạ. Giờ chạy tiếp cho phải cho thêm sữa luôn. Nó ôm con nó thích em thấy không? Bây giờ phải pha thêm chứ sao? Nó lấy sữa sao khóc rồi chị? Là chị này bây giờ còn mê mẩn cái bình không này. Để mình đi pha thêm. Giờ tối đi ngủ đâu có sữa.